Ban tổ chức ra phán quyết về trận đấu của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. U23 Việt Nam nhận thông báo quan trọng về trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Dựa trên kết quả sau 2 lượt trận, 10 đội tham dự giải quốc tế Doha Cup 2023 đã được phân cặp đấu ở lượt trận đấu thứ 3 nhằm xác định thứ hạng chung cuộc. Theo đó, cùng chưa có được điểm nào sau 2 trận toàn thua, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan trong trận đấu tranh hạng 9 và 10 ở lượt trận đấu cuối. Mới đây, ban tổ chức Doha Cup 2023 đã ra thông báo quan trọng về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan với việc ấn định thời gian diễn ra màn đỏ sức. Cụ thể, màn so tài giữa U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 0:30 rạng sáng 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là bài test cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier trong giai đoạn tập huấn thứ tư trong tháng 3 năm 2023. Trước khi bước vào giải đấu này, huấn luyện viên Philippe Thuzier cũng đã xác định rõ mục đích chính của U23 Việt Nam là thử nghiệm nhân sự, lối chơi nhằm hướng tới SEA Games 32. Thực tế, ông đã thể hiện sự kiên định trong quyết định của mình khi trao cơ hội cho tối đa các cầu thủ được ra sân, kể cả ở vị trí thủ môn, đồng thời động viên các học trò tập trung phát triển lối chơi theo đúng những gì đã được truyền đạt. Không nên chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mảnh lưới nhằm tránh khỏi những áp lực khi thua trận. Về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua. Nhưng như tôi đã chia sẻ, mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng đến khi tham dự giải U23 Doha Cup 2023 tại Qatar là những tiến bộ từng bước một của các cầu thủ. Và với những gì đã diễn ra trong trận đấu với U23 UAE, tôi có thể nói là hài lòng. Các học trò đã có nhiều cố gắng, ngay cả khi thua 0-4 trước U23 UAE. Đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Với tôi, U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện, huấn luyện viên Philippe Thuzier nói. Được biết, sau 2 trận đấu mặc trang phục thi đấu màu trắng, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng trang phục thi đấu màu đỏ truyền thống khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Huấn luyện viên Thuzier muốn U23 Việt Nam kiểm soát bóng ngang ngửa với Nhật Bản và Hàn Quốc. Huấn luyện viên Philippe Thuzier cho biết U23 Việt Nam sẽ phải nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên ngang tầm những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc nếu như muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn. Ngày 26 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại giải quốc tế U23 Cup. Đây là buổi tập mang tính hồi phục sau thi đấu dành cho các cầu thủ, nên huấn luyện viên Philippe Thuzier cố gắng tạo ra bầu không khí hứng khởi nhằm duy trì sự cân bằng về tâm lý cho các học trò. Ông cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ kiên trì với mục tiêu đã xác định trước khi bước vào giải đấu và nỗ lực để thể hiện bước tiến bộ mới trong trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan sắp tới. Không thể phủ nhận hai trận thua liên tiếp vừa qua tại giải quốc tế U23 Cup đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Philippe Thuzier luôn biết cách động viên kịp thời các học trò cũng như nhắc nhở họ kiên định với mục tiêu mà toàn đội đang hướng đến. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận đấu thứ hai, chúng ta đã chơi tốt trong 45 phút của hiệp 1. Ở trận đấu thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất là 60 tới 70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả, bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Huấn luyện viên Philippe Thuzier nhấn mạnh như vậy. Trước đó, nhà cầm quân người Pháp cũng đã từng chia sẻ về quan điểm huấn luyện của mình. Đó là cố gắng để từng bước nâng khả năng chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam lên ngang tầm với các đối thủ mạnh của châu lục. Ông nói, ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ có khoảng 30-40%. Do vậy, nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn, chúng ta bắt buộc phải nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên ngang tầm với đối thủ. Đây là điều không hề đơn giản và cũng không phải muốn là có thể thực hiện ngay được. Chúng ta sẽ cố gắng cải thiện từ bước 1. Vào lúc 0:30 ngày 28 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ trận tranh hạng 9 hạng 10 giải U23 Doha Cup 2023. Huấn luyện viên Thái Lan bất mãn vì bị FIFA trừ điểm. Huấn luyện viên Mauro Poulkin bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển Thái Lan bị trừ điểm và tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận đấu giao hữu đầu tiên thuộc FIFA Days tháng 3 năm 2023, đội tuyển Thái Lan đã để thua 1-3 trước Syria. Trong ngày ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin trở lại, thất bại này khiến bầy voi chiến bị trừ 4,35 điểm và tụt một bậc xuống hạng 112 trên thế giới trên bảng xếp hạng FIFA với 1.174,17 điểm. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên trưởng Mauro Poulkin bày tỏ sự bất mãn khi đội tuyển Thái Lan chơi áp đảo Syria nhưng nhận trận thua đau và bị tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Trả lời truyền thông, vị thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan nói, đó là một kết quả rất thất vọng. Đây thực sự là một trận đấu mà chúng tôi đã chơi tốt và không đáng thua cuộc. Đội tuyển Thái Lan kiểm soát cả trận đấu nhưng kết quả nhận lại không theo cách chúng ta muốn. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và tập trung. Thái Lan sẽ còn một trận đấu giao hữu nữa với chủ nhà UAE ở FIFA Days tháng 3. Nếu tiếp tục nhận kết quả không tốt, thứ hạng của đội tuyển xứ sở chủ vàng có thể lại tụt dốc.
chúng tôi còn một trận đấu nữa. Tôi đã chia sẻ rằng hai trận đấu này là bài kiểm tra xem sức mạnh của đội tuyển Thái Lan đang ở đâu. Trận thua Syria đã cho thấy chúng ta có thể chiến đấu. Chúng tôi cần phải khắc phục những sai lầm của mình và làm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo. Ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ phải kiểm tra chấn thương cho các cầu thủ. Chúng tôi phải xem liệu các trụ cột đã sẵn sàng hay chưa và trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Đối với 11 cầu thủ trận đấu trước, họ đã chiến đấu tốt. Những gương mặt còn lại cũng rất chất lượng. Chúng ta phải xem 11 cầu thủ nào được sử dụng trong trận đấu gặp UAE. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi theo phong cách của mình là chơi tấn công trước UAE, huấn luyện viên Marlon Poulking cho hay. Ở trận đấu gặp Syria, huấn luyện viên Marlon Poulking đã tung ra lực lượng mạnh nhất với những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Subachai, Subachok, Subhanat, Therothon Bunmathan. Đội tuyển Thái Lan là những người nhập cuộc chủ động và có những pha lên bóng mượt mà hơn. Thế nhưng ở phút 26, họ đã bị Syria chọc thủng lưới. Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển UAE sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Sau U23 Thái Lan, đến lượt U23 Campuchia khiến huấn luyện viên Tuzier phải lo lắng trước thềm SEA Games. Nhiều đội tuyển U23 tại khu vực Đông Nam Á đang có bước chạy đà tốt để chuẩn bị cho SEA Games 32. Điều này mang tới những cơn đau đầu cho huấn luyện viên Tuzier. Trong khuôn khổ giải đấu giao hữu Malian Cup, U23 Campuchia đã bất ngờ đánh bại U23 Singapore với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Điều đáng nói, đội bóng xứ sở Angkor ngày càng nhuần nhuyễn và sắc sảo hơn với lối đá theo phong cách kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Keisuke Honda theo đuổi. Bàn thắng đầu tiên là một tình huống đặc trưng mà nhà cầm quân người Nhật Bản luôn muốn các học trò thực hiện. U23 Campuchia pressing điểm cao để đoạt bóng ngay bên phần sân của đối phương rồi nhanh chóng tận dụng cơ hội sút tung lưới. Còn bàn thắng thứ hai lại đến sau pha vây giáp rất ấn tượng, các cầu thủ Campuchia ban truyền và di chuyển kéo giãn hàng thủ của đối phương. Ngay khi khoảng trống xuất hiện, bóng được truyền vượt tuyến xuống cánh phải cho Chan Salapic. Một cú đánh đầu của Chan Salapic và bóng đến chân của Kirina ở thế đối mặt với thủ môn, sau đó là một cú dứt điểm không thể cản phá. Một năm trước tại bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam với 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đã phải rất vất vả mới vượt qua được U23 Malaysia trong hiệp phụ với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất cũng đến từ pha phối hợp giữa hai ngôi sao trên 23 tuổi, Hùng Dũng treo bóng cho Tiến Linh ghi bàn. Nếu chạm trán U23 Malaysia tại kỳ SEA Games sắp tới, mọi thứ được dự báo sẽ khó khăn gấp bội cho U23 Việt Nam, nhất là khi đoàn quân áo đỏ không còn điểm tựa là những cầu thủ hơn 23 tuổi và lối chơi mới của huấn luyện viên Tuzier chưa phát huy được hiệu quả. Xác định đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại siêu giải đấu. Sau hai thất bại, U23 Việt Nam cũng đã xác định được đối thủ cuối cùng của mình tại siêu giải đấu Doha Cup 2023. Rạng sáng ngày 26 tháng 3, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thất bại đậm 0-4 trước U23 UAE ở lượt trận đấu thứ 2 Doha Cup 2023. Các học trò của huấn luyện viên Philippe Chuze vẫn chưa có tâm lý vững vàng sau trận thua U23 Iraq 0-3 trước đó. Với hai thất bại liên tiếp, U23 Việt Nam dậm chân ở đáy bảng xếp hạng Doha Cup 2023 với 0 điểm và hiệu số -7. Trong khi đó, những vị trí khác ở siêu giải đấu đã có sự xáo trộn. Đáng chú ý nhất phải kể đến U23 Thái Lan. Sau trận hòa bất ngờ 2-2 trước nhà đương kim vô địch châu Á U23 Ả Rập Xê Út, đội tuyển xứ sở chùa vàng có tạo nên cú sốc lớn sau khi đánh bại chủ nhà U23 Qatar 1-0 ở lượt trận đấu thứ 2. Thắng lợi ấn tượng này giúp U23 Thái Lan vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Doha Cup 2023 với 4 điểm và hiệu số là -1. Ở những trận đấu còn lại, U23 Hàn Quốc tiếp tục phong độ cao khi đánh bại U23 Iraq 1-0 để có cùng 6 điểm như U23 UAE, nhưng chấp nhận đánh mất ngôi đầu và xếp sau do kém về hiệu số -4 so với -5. Đương kim vô địch châu Á U23 Ả Rập Xê Út vẫn chưa thể hưởng niềm vui chiến thắng khi bị U23 Kuwait cầm hòa 0-0. Trong khi đó, U23 Oman có 3 điểm đầu tiên khi vượt qua U23 Kyrgyzstan 2-0. Với kết quả hiện tại, chỉ có U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan là chưa có được điểm số nào tại Doha Cup 2023, chia nhau hai vị trí thứ 9 và thứ 10 trên bảng xếp hạng. Theo quy định của ban tổ chức Doha Cup 2023, sau hai lượt trận, các đội sẽ thi đấu trận thứ 3 với đối thủ có vị trí gần mình. Ví dụ, thứ nhất đấu với thứ nhì, thứ ba đấu với thứ tư. Như vậy, U23 Kyrgyzstan sẽ là đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại siêu giải đấu Doha Cup 2023. Đây sẽ là bài test quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze trước khi hướng tới SEA Games 32. Dự kiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3 giờ địa phương, rạng sáng ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam. Các trận đấu lượt đấu cuối bao gồm U23 UAE và U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan với U23 Kuwait, U23 Iraq với U20 Oman, U23 Ả Rập Xê Út với U23 Qatar.